Thái Võ xin kính chào quý vị và các bạn Video chia sẻ ngày hôm nay Thái Võ xin được kể một cái câu chuyện này cho quý vị có thể được lắng nghe Đây có thể nói là những cái lời tâm sự đầy khổ đau, hụt hận của một chị gái Việt Kiều sống ở nước ngoài Khi mà chị ấy có chồng quý vị, có chồng nhưng mà chồng của chị ấy thì đã đi về Việt Nam Về Việt Nam và đã làm những cái chuyện như thế này đây Cũng như là cái hậu quả mà anh này phải gánh lấy đó đó là một cái kết mà chúng ta chúng ta không thể nào mà mình mình có thể ngờ tới được không thể nào ngờ quý vị sau đây thì thái võ xin mời tất cả quý vị có thể cùng lắng nghe lắng nghe qua cái nội dung của câu chuyện này thì đã được tường thuật một cách chi tiết như thế này đây vợ chồng tôi định cư ở mỹ vừa đúng 30 năm chúng tôi rất ít khi mà đi về việt nam vì là bà con người thân và cả là gia quyến hiện nay thì cũng không còn bao nhiêu người Tuy nhiên thì khoảng hơn 2 năm trở lại đây, chồng của tôi, ông ấy bỗng thường xuyên, ông ấy đi về Việt Nam nhiều hơn. Và chính vì điều này đã khiến cho tôi dấy lên một cái sự nghi ngờ. Đặc biệt là khi mà ông ấy đi về, ông ấy mang theo rất là nhiều tiền và thường xuyên ông ấy lên mạng, ông ấy chat rất là khuya và hay nghe cái điện thoại lâu hơn thường lệ. Cái sự nghi ngờ của tôi ngày càng tăng lên khi mà ông chồng này ổng vô cùng lạnh lùng và thậm chí là còn nhạt nhẽo trong chuyện chăn gối. Điều này nó khác thường so với trước đây nhiều lắm. Lúc này thì tôi đã phát hiện ra rằng ông ấy đã có một cái mối quan hệ bất chính với một người phụ nữ ở bên Việt Nam. Và thế là sau nhiều lần suy nghĩ, đắn đo, tôi mới quyết định tôi mua vé máy bay để đi về Việt Nam và tình cờ chồng của tôi lúc này thì ông ấy cũng đang trên đường quay trở về Mỹ. Và sau khi mà đi về Việt Nam, tôi cũng ở đây gần một tháng mục đích là để tôi điều tra khắp nơi điều tra và tôi biết được phát hiện được có một người phụ nữ ở trong một cái nhóm ở trên mạng người phụ nữ này thì chuyên sưu tầm những cái hình ảnh hình ảnh và tin tức nóng bỏng lúc này tôi mới tiếp cận tôi giấu bản thân tôi không cho người ta biết là tôi từ mỹ trở về tôi mới kết thân với một thành viên ở trong nhóm này và từ đó thì tôi có thể xem được những cái hình ảnh của chồng tôi khi mà chúng tôi kết thân với nhau thì cô ta mới tiết lộ là cô ta cảm thấy tự hào vì vì tự hào về cái sở thích săn mồi của mình. Đồng thời thì cô ta cũng cho tôi xem một số cái hình ảnh cũng như là những cái email mà cô ta đã gửi cho những người khác. Và từ đó thì chúng tôi đã có vô số những bạn hữu từ thân ít cho đến thân nhiều và thậm chí là rất thân. Ngoài ra thì người phụ nữ đó còn cho tôi được biết rằng trong số đó thì em sẽ lựa ra xem lựa ra xem các con mồi nào mà nó có vẻ nó hám của lạ, tụi em sẽ chọn lọc ra. Nói chung là nhiều lắm và đủ mọi thành phần hết. Tụi em thì tụi em sẽ thường xuyên dành ưu tiên cho những cái con mồi ở nước ngoài. Vì là con mồi ở nước ngoài thì nó sẽ dễ dãi hơn và cái chuyện tiền bạc thì nó cũng thoải mái hơn. Đặc biệt là tụi em cũng luôn quan tâm, luôn quan tâm đến những cái con mồi nào mà có vợ chết. Vợ chết là thứ nhất, thứ hai là vợ càng già thì càng tốt. Đầu tiên thì tụi em sẽ chat tụi em làm quen và kế tiếp là tụi em sẽ điện thoại sau đó là hẹn đi về để gặp tại Việt Nam em thì em luôn thọng câu á dạ chúng em lúc nào cũng rất là sẵn lòng để có thể làm hướng dẫn viên miễn phí cho các anh ạ à. nhưng mà ít khi nào mà tụi em chủ động tụi em gọi điện thoại lắm nói chung là vì sợ tốn tiền chỉ cần mà tụi em nhá máy một cái là các con mồi sẽ gọi lại cho tụi em ngay thôi có lần một lúc đó tụi em phải chat một lượt từ 4 cho đến 5 con mồi. Nhưng mà không sao hết, tụi em vẫn chắc khỏe ghe. Và thậm chí là cô này còn hào hứng và nói quịch tẹt ra à, như thế này. Em á, bây giờ nè, em đang trong cái vai trò là của những con mồi ở nước ngoài. Có thể là người em tinh thần, hay cũng có thể là người em kết nghĩa, hoặc là người cháu dễ thương của rất là nhiều những con con mồi ở nước ngoài đó chị ạ. À, và cả là người thương yêu dấu hoặc là cục cưng rất nhớ của rất là nhiều những con mồi ở nước ngoài đó và nhất là mỗi kỳ nghỉ lễ tết hoặc là sinh nhật của em lúc nào tụi em cũng có quà những con mồi ở nước ngoài thì luôn rất là hào phóng và rộng tay với bọn em các anh về thì tụi em đi đón các anh đi thì tụi em tiễn đi nhưng mà ngại nhất ngại nhất là vẫn là vào cái dịp nghỉ lễ tết có những cái tháng tết đó các anh về nhiều lắm tụi em thì tụi em rất là lúng túng không biết phải xếp lịch như thế nào để cho những những con mồi này không có bị đụng độ với nhau do đó là mỗi đứa của tụi em đó mỗi đứa thì có ít nhất là 4 cho tới năm số điện thoại để làm chi ạ à? để khỏi mất công khỏi mất công các con mồi mất công ghen tuông nữa và cũng tâm sự thật với chị là bọn em thì có đứa thì cũng mua được nhà có đứa thì cũng mua được xe xịn hay là có đứa thì cũng tụi nó cũng đi du lịch đó đây Bỗng nhiên thì lúc này Giọng của cô ta lại bắt đầu trùng xuống Bọn em thì nói chung là Cái đứa lớn nhất thì cũng trên 50 tuổi rồi Trong đó thì cũng có mấy đứa đó Tụi nó cũng bị HIV Vì là mấy con mồi nước ngoài Có con nào mà chịu dùng báo cao su đâu Lúc này thì cô ta mới chỉ ngay cái người phụ nữ trong cái tấm hình Ở trong cái tấm hình Và đây là người phụ nữ Mà đã cặp bồ với chồng của tôi trong vòng 2 năm nay này nè 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 Mấy cái đứa này nè tụi nó đang uống thuốc á vừa uống thuốc vừa đang tranh thủ để mà trả thù đợt, tụi nó sẽ ngủ với bất kỳ ai mà mà người ta muốn có được tụi nó và nhất định là không cho dùng bao phải nói là lúc này đó tôi như là tối tâm hết mày mặt tôi ù hết cả tay khi mà tôi nghĩ đến chồng của tôi tôi không còn hơi sức đâu để mà ngồi nghe tiếp nữa tôi phải lão đảo tôi đứng lên và tôi ra về tôi quay trở lại mỹ mà trong lòng của tôi nó tan nát trong suốt 3 ngày tôi không có nói chuyện với chồng tôi một câu nào Tôi cứ im lặng vậy thôi Mà im lặng hoài thì cũng không được Tôi mới kể hết cho ông nghe Về những cái chuyện mà Ông đã đi về Việt Nam, ông làm cái gì, làm cái gì Tôi mới kêu là bây giờ ông phải đi xét nghiệm máu ngay Tôi quá tức giận mà Và mới đầu thì ông cũng nổi giận ghê gốm lắm Ông làm đùng 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 lên Ông quát nạt kinh khủng lắm Tôi quá chán nản đi Tôi thì tôi cũng chẳng có nói lại nữa lỡ Và sau đó thì tôi mới lặng lặng Tôi thu xếp quần áo để mà tôi đi sang nhà cái thằng con trai lớn tôi ở đây hơn tháng trời và trong cái thời gian này ở nhà thì ông ấy mới đi xét nghiệm xét nghiệm máu và mới cho ra cái kết quả là ông ấy đã bị dương tính với hiv và dù là đã đón trước được cái tình thế nó là như thế này nhưng mà tôi vẫn bàng hoàng tôi vẫn sụp đổ tôi chợt nghĩ đến bản thân mình cho đến 3 tháng sau đó thì tôi mới lấy lại được cái sự thăng bằng tôi mới đi xét nghiệm máu và kết quả thì cũng y chang như là ông chồng của tôi tôi đã bị dương tính với HIV. Ngày hôm nay thì tôi xin được phổ biến cái câu chuyện này của chính gia đình của tôi. Tôi rất mong là các diễn đàn hãy gửi nó đến cho tất cả mọi người, càng nhiều người được biết thì càng tốt, để cho mọi người có thể được cảnh tỉnh. Đừng để ai phải vướng vào cái sự bất hạnh giống như là gia đình của tôi. Và đó là cái tâm nguyện cuối đời của tôi. Tôi xin các diễn đàn hãy giúp tôi hoàn thành cái tâm nguyện của mình. Xin cảm ơn Như vậy thì quý vị và các bạn đã vừa được nghe qua Đây là một cái chia sẻ tâm tình Một cái câu chuyện tâm sự Của một người phụ nữ khổ đau, đau khổ Và đây là một chị gái Việt Kiều, Việt Kiều Mỹ quý vị Và cái câu chuyện này thì đã được chia sẻ trên à, những cái trang diễn đàn Trang diễn đàn này thì có tên là Người Việt Nam Châu Chị ấy đã viết cái bài này và chia sẻ trên đó Theo võ đọc, theo võ thấy được và thực tế thì có lẽ là khi mà ai nghe qua câu chuyện này bất kỳ ai thấy vợ cũng nghĩ là à, nó vô cùng xót xa cho cái nhân vật người vợ này đi xót xa không phải xót xa cho người chồng mà xót xa cho người vợ chỉ vì à, à, trong cái hôn nhân đôi khi là có những cái sự bất đồng hôn nhân rồi này kia cái nọ theo thời gian 5 tháng thì thành ra là vợ chồng à, sống với nhau có những cái chán nản quý vị chán nản rồi à, một trong hai đó chồng hoặc là vợ Người ta muốn tìm một cái thú vui mới Ở bên ngoài Thì đa số theo Bỏ thấy là Đa số những cái cuộc hôn nhân mà Bị tan rã đó Thì 80% là xuất phát từ Từ cái dục vọng của bản thân Của người vợ hoặc là của người chồng Một trong hai Thôi thì Thái Bỏ cũng không biết làm gì hơn Có lẽ là khi mà Thái Bỏ chia sẻ Cái câu chuyện này Cũng một phần nào là Có thể giúp được cho cái chị này à, cái Tâm nguyện đó Tâm nguyện là có thể cùng cũng vui được ở trong lòng những ngày cuối đời của mình và nhìn chúng là ngày hôm nay đây là câu chuyện Thái Võ muốn gửi đến cho tất cả mọi người có thể được biết nếu quý vị nhận thấy video này là hữu ích quý vị có thể ủng hộ Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe quý vị đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những thông báo từ những câu chuyện trong những ngày kế tiếp cuối cùng Thái Võ xin cảm ơn xin cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm đã luôn yêu mến đã luôn ủng hộ và lắng nghe hết câu chuyện này Thái Võ xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả bà con cô bác anh chị mình ở những câu chuyện kế tiếp